Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 5 tháng 8, có 3.943 ca COVID-19 mới, giảm 326 ca so với sáng qua. Phó Thủ tướng nói thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Thêm 14 chợ ở thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Đình chỉ chức vụ Phó Cục trưởng Thuế Bình Định đi chơi gôn giữa dịch. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 8 có 3.943 ca COVID-19 mới, giảm 326 ca so với sáng qua. Bộ Y tế cho biết sáng nay, nước ta thêm 3.943 ca COVID-19, giảm 326 ca so với sáng ngày hôm qua. Đến nay có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, hơn 7,5 triệu liều vaccine đã được tiêm. Tính từ 18:30 ngày 4 tháng 8 đến 6:00 ngày 5 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.943 ca nhiễm mới, gồm 2 ca nhập cảnh và 3.941 ca lây nhiễm trong nước, giảm 326 ca so với sáng ngày 4 tháng 8. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.349 ca, Bình Dương 497 ca, Tây Ninh 235, Long An 189, Tiền Giang 169, Đồng Nai 110, Đà Nẵng 92, Bà Rịa Vũng Tàu 66, Vĩnh Long 58, Bình Định 35, Đồng Tháp 32, An Giang 21, Sóc Trăng 20, Phú Yên 17, Kiên Giang 12, Đắk Lắk 9, Quảng Bình 9, Trà Vinh 9, Bạc Liêu 6, Lạng Sơn 2, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Trong đó có 1.008 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam có 181.756 ca nhiễm, trong đó có 2.331 ca nhập cảnh và 179.425 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 177.855 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Thái Bình. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định và Yên Bái. Về tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi là 54.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 470 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca. Phó Thủ tướng nói thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Trong giai đoạn hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung vào công tác điều trị. Trong những ngày tới, thành phố phải bố trí đi chỗ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Đây là nội dung Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố, Bộ Y tế diễn ra vào chiều muộn ngày 4 tháng 8. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tham dự cuộc làm việc. Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ hai vấn đề liên quan đến công tác điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh là huy động thêm các bệnh viện của thành phố tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo đủ trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đồ bảo hộ cho các bệnh viện điều trị. Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu các bệnh viện của thành phố tận dụng mọi cơ sở vật chất điều trị bệnh có để có thể điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng cho biết, Sở Y tế đã thành lập đội đặc nhiệm hồi sức cấp cứu để tư vấn từ xa, hỗ trợ tại chỗ, cầm tay chỉ việc cho các bệnh viện ở tầng điều trị thứ 3 nhằm xử lý kịp thời các bệnh nhân nặng. Ngành y tế đã hình thành hệ thống chuyển tuyến hai chiều, chuyển lên tầng điều trị cao hơn khi bệnh nhân diễn biến nặng, chuyển xuống tầng điều trị dưới khi thuyên giảm. Mỗi một phường xã đều có xe vận chuyển bệnh nhân. Các khu tiếp nhận F0 không triệu chứng bắt đầu hình thành phòng cấp cứu tiếp nhận người có triệu chứng nặng.
trao đổi kinh nghiệm vận hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành trong những ngày qua tại quận 7, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Tổ trưởng Tổ thông tin đáp ứng nhanh Ban chỉ đạo cho biết, các bác sĩ trẻ đã hỗ trợ tư vấn, động viên, khám sàng lọc từ xa để xác định những trường hợp thật sự cần cấp cứu. Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, cần hình thành mô hình cấp cứu trước khi nhập viện, sử dụng sinh viên ngành y tế để hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp các vấn đề khẩn cấp khi chờ xe cấp cứu. Chúng ta cần sử dụng thêm những nguồn lực khác nhau để hỗ trợ giảm tải cho ngành y tế, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đề xuất. Cuộc họp thống nhất, thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo các bệnh viện chủ động mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao để phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 bằng cơ chế mua sắm tập trung của thành phố. Đối với đồ bảo hộ cho các y bác sĩ, Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung, cấp phát cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Nên tận dụng mọi thời cơ mua sắm đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao cho các bệnh viện, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh. Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, phường 7, quận Bình Thạnh về công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường 3, quận Bình Thạnh. Thêm 14 chợ ở thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Tính từ ngày 19 tháng 7 đến nay, 14 chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại sau khi phải đóng cửa vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ngày 4 tháng 8, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình hệ thống phân phối đang tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch. Theo đó, tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 8, trên địa bàn thành phố có 33 trên 237 chợ đang hoạt động. Một số chợ sau khi đóng để thực hiện các công tác phòng chống dịch như khử khuẩn, xét nghiệm, truy vết đã khôi phục hoạt động. Riêng trong ngày 4 tháng 8, chợ Nguyễn Tri Phương với 25 tiểu thương và chợ Hòa Hưng với 15 tiểu thương thuộc quận 10 đã khôi phục hoạt động, chủ yếu bán các mặt hàng thịt, cá, rau, củ các loại. Ngoài ra có 2 siêu thị hoạt động lại gồm Co-op Mark Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, Vinmark Bình Chưng, thành phố Thủ Đức. Lượng khách đến chợ tương đối ổn định, thực hiện giãn cách xếp hàng theo đúng quy định, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào mua sắm. Cũng trong ngày 4 tháng 8, siêu thị Co-op Mark Hòa Bình quận Tân Phú và 19 cửa hàng tiện lợi thuộc nhóm quận 5, 7, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp ngừng hoạt động. Như vậy, các địa phương hiện đã đóng toàn bộ các chợ trên địa bàn gồm thành phố Thủ Đức, quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn và Nhà Bè. Trước đó, tại cuộc họp ngày 3 tháng 8, ông Phương cho biết, thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản của các tỉnh thành vào vụ thu hoạch. Do đó, Sở Công Thương thành phố liên tục nhận được thông tin của các đầu mối cung ứng nhiều mặt hàng cho thành phố Hồ Chí Minh để cung ứng cho người dân. Nguồn hàng từ các địa phương cung ứng thành phố cũng rất dồi dào, ổn định. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các quận huyện, thành phố Thủ Đức rà soát, mở lại các điểm bán lương thực thực phẩm tại chợ truyền thống, đẩy mạnh hoạt động bán hàng online, cập nhật hoạt động các địa chỉ bán hàng online để thông tin cho người dân, ông Phương cho biết. Nóng, đình chỉ chức vụ Phó Cục trưởng Thuế Bình Định đi chơi golf giữa mùa dịch. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế vừa quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vì đi chơi golf và tiếp xúc với F0 mắc COVID-19. Tổng Cục Thuế ban hành quyết định số 1160 quyết định đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Công Thành 15 ngày để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, Cục Thuế Bình Định báo cáo nhanh về trường hợp tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 là TTQ, công nhân sân golf tại FLC Nhơn Lý. Trong đó có ông Nguyễn Văn Đê, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cùng ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, là 2 trong 4 người tiếp xúc với F0 khi đi chơi golf. Từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, hai ông này đã tiếp xúc với người công nhân tại khu sân golf FLC Quy Nhơn dương tính COVID-19. Đáng nói, 6 giờ ngày mùng 1 tháng 8, tỉnh Bình Định đã thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng trong 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh. Trong khi đó, từ 0 giờ ngày 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động các quán ăn uống vỉa hè, chỉ cho bán hàng mang về, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Trong quyết định 1160, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định ông Nguyễn Công Thành có biểu hiện vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Trong bối cảnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, chính quyền thành phố đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch, trong đó có sân côn. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quyết định số 1160 chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thời hạn tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Công Thành là 15 ngày kể từ ngày ký mùng 4 tháng 8. Các quy định cuối cùng sẽ được Tổng cục Thuế xem xét sau quá trình điều tra về tư cách nêu gương, tuân thủ quy định và để xảy ra hậu quả đối với công tác phòng chống dịch bệnh và dư luận xã hội đối với ngành thuế. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.